Hello, welcome back to my channel Start Từ Cái Đầu. Các bạn của mình khám phá từ cái đầu tiên nào. So far. Oh.
Số kê vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go. Sợ gris quá. Rồi, tiếp tục là Sleeper Hollow. Oh my gosh. Okay.
So let's go. Sleeper body assassin. Okay, tiếp tục nào. Còn hai chiếc trực thăng nữa. Bay lên trên cao. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm. Hello label. Let's go.
nhé. Let's go. Oh my gosh. Tiếp tục tiến sâu bên trong. Ở đây thì căn hầm của chúng ta rất là rộng. Đây là bề mặt chìm. Và bề mặt chìm này rộng hơn với bề mặt nổi rất là nhiều. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Micros. Thank you.
tiếp tục nào. Thanks Stars. Sim, 2020. Let's go. Ở đây các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng taxi. Sau đó thì sẽ chở những hàng khách, rồi kiếm tiền và nâng cấp xe của mình hiện đại hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào lúc 1 giờ trưa đi. Let's go. Và các bạn sẽ đi tìm kiếm tiếp những người nào cần đến taxi, sau đó thì các bạn sẽ kiếm tiền và nâng cấp cho xe của mình hiện đại hơn. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.